Đoạn này Hoàng niệm tổ chú dạy Hữu minh Nói rõ Ngũ ác Ngũ độc Ngũ thiêu Là quả do tướng sanh Ngũ ác là quý vị tạo Chính là Phá năm giới thập thiện Sát đạo dâm vọng tưởng Trong thập thiện Thêm vào Ác khẩu ý ngữ Lưỡng thiệt À, ý, ý ác là tham sân si những thứ này chưa đoạn à, ngũ thống báo. là hoa báo chúng ta nói đến quả báo hiện đời ngũ thiêu là khổ báo tam đồ trong tương lai Ngũ thiêu trên thực tế là chỉ địa ngục Nhân quả tuần hoàng Gọi là tương sanh Tâm hành bất thiện Chiêu cảm quả báo bất thiện Để gọi là tai quả Sử làm tự chịu Gia tường sự nói Triển chuyển tương sanh Là nói rõ gì tam độc Không trừ ác Ác bất tuyệt Quả khổ không ngừng chúng ta không thể không biết chúng ta sống trong đời này có thể nói là sanh gặp thời chúng ta sống trên thế gian này trong đoạn thời gian này là việc tốt không phải việc xấu yên tai đối với chúng ta mà nói là nghịch tăng thượng duyên vì sao vậy vì con người sống trong khổ nạn dễ giác ngộ dễ quay đầu Phật Pháp có câu Phú quý học đạo là khó Ví dụ này là quảng trời Phước bao lớn Nhiều vui ít khổ Nên họ không muốn học đạo Rất khó phát tâm xá ly ta bà cầu sanh tịnh độ họ cảm thấy cuộc sống của họ hiện tại rất tốt họ sống rất vui rất tự tại rất vừa ý hà tất phải cầu sanh tịnh độ tâm họ không phát ra được dễ phát tâm nhất chính là cõi người cõi người khổ nhiều vui ít gia đình bình thường họ cảm nhận rất sâu sắc về khổ và vui nếu nghe nói có một nơi có thể lìa khổ được vui họ dễ động tâm dễ hướng theo